Vâng, Sài Lược Si xin được kính chào quý anh chị, chúc quý anh chị có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và ngày hôm nay thì Sài Lược Si xin được phép được giới thiệu đến toàn thể quý anh chị những mã quần kaki đồng giá là 200.000 một chiếc và đã bao gồm phí ship. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Thời gian làm việc của nhà Sài Lược Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên sẽ là một chiếc quần kaki với cái tông màu kem như thế này. Con này sẽ là một con form dáng suông cực kỳ dễ mặc dễ dùng, một sản phẩm đến từ thương hiệu Paradiso. Mã của sản phẩm này sẽ là mã K86, chiều dài là 110, bụng là 82, đùi là 29 và ống khoảng 19cm. Con này sẽ dành cho quý chị chúng ta mặc size 31 thì có thể lựa chọn em này. Mặt đằng sau thì sẽ có túi đầy đủ cho mình này. Đằng trước cũng có thiết kế hai cái túi rất là rộng rãi cho quý anh chị chúng ta có thể đựng đồ, đựng ví, tiền, điện thoại rất là ok. Cúc và khóa này. Và đa số các sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có size từ size 27 cho đến size 31. Vậy nên là quý anh chị nào chúng ta mặc quần trong cái khoảng size đó thì có thể lựa chọn rất là nhiều các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Như con này thì sẽ dành cho quý anh chị chúng ta mặc size 31 này. Form dáng suông rất là đẹp luôn. Cái chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu không co giãn và yên tâm là rất là mềm mịn, nên là quý anh chị chúng ta mặc rất là thoải mái. Con này thì rất là thích hợp cho quý anh chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm, lên form dáng rất là trẻ trung năng động. Mã là K86. Rồi sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ là một con quần với cái tông màu xanh nhạt như này. Nó sẽ là một cái thiết kế kẹt sọc này, rất là đẹp, dễ mặc. Ở bên trên này thì chúng ta có cái thiết kế cúc và khóa đều là hàng kim loại, nên là quý anh chị chúng ta yên tâm về cái độ xịn sò cũng như là cái độ bền của sản phẩm. Mã của sản phẩm này sẽ là K87, chiều dài là 99, bụng là 74-82, đùi là 30 và ống là khoảng 15cm. Con này thì quý anh chị chúng ta thường mặc size 26 thì có thể là lựa chọn em này. Form dáng thì là rộng rãi thoải mái cho mình, chất liệu cũng là cái chất liệu rất là dày dặn. Con này thì cũng là cái form không có giãn, nên là nó đứng form quý anh chị chúng ta mặc như nào thì nó lên form chuẩn vậy luôn. Đó, túi này rất là rộng rãi, đằng sau này cũng có thiết kế hai cái túi vuông cho quý anh chị luôn. Mã sẽ là mã K87. Rồi form dáng đây ạ, rất là đẹp và màu sắc lên cũng rất là trẻ trung. Tiếp theo này chúng ta sẽ có một con quần bóng ghi. Con này sẽ là một con quần vải màu ghi, form dáng suông, dễ mặc, dễ dùng và một cái thiết kế vô cùng là basic, đơn giản cho quý anh chị chúng ta lựa mặc hàng ngày. Con này sẽ có mã là K88, chiều dài là 97 này, bụng là 76, đùi là 28 và ống là khoảng 19cm. Cũng với những cái thiết kế rất là cơ bản, ở hai bên này, đằng sau chúng ta có túi này, đằng trước cũng có túi chéo luôn. Và cái cúc của nó sẽ là cái kiểu khóa như này, nó không phải là cái cúc ở bên ngoài. Đó, khóa các thứ làm cũng rất là cẩn thận, tỉ mỉ cho mình. Lên một con quần lên form dáng rất là lịch sự. Tông màu của nó là cái tông màu ghi lông chuột, mặc lên cũng rất là dễ phối này và cũng rất là trẻ trung nữa. Mã của sản phẩm sẽ là mã K88 và toàn bộ các cái thông số của sản phẩm thì đều được ghi ở phía bên tay trái màn hình của quý anh chị. Chúng ta có thể là đo đạc lại các sản phẩm quần áo cũ của mình để lựa ra những cái sản phẩm có cái số đo sao cho nó vừa vặn với cái số đo của cơ thể của quý anh chị. Các sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ là một con quần vải. Con này sẽ là một con cái form quần tây, nên là quý anh chị chúng ta hoàn toàn có thể lựa em này mặc đi làm. Đặc biệt là các bác nào làm công sở thì lựa em này mặc cũng rất là đẹp luôn, vì cái form và cái màu sắc này lên rất là thích hợp cho các bác mặc cùng với cả sơ mi hoặc là áo polo, hoặc là các bác mặc luôn với cả áo thun cũng rất là đẹp. Nó sẽ là cái tông màu xanh than kẻ sọc với cả màu đen này, rất là đẹp luôn. Mã là mã K89, chiều dài là 103, bụng là 74-82, đùi là và cái ống của nó sẽ là khoảng 20cm. Con này sẽ dành cho các bác chúng ta thường mặc size 28 thì có rất là nên form trên này, cực kỳ đẹp. Form của nó là một cái form mặc rất là thoải mái, nó không phải là cái ống quá rộng mà cũng không phải là cái ống quá ôm luôn, và đằng sau cũng là. Vâng, sản phẩm này thì đằng sau chúng ta sẽ có thiết kế hai cái túi này, đằng trước thì cũng có túi chéo cho quý anh chị chúng ta đựng đồ cũng như là đựng ví, tiền, điện thoại. Ở phía này, ở phía trên này thì chúng ta sẽ có cái thiết kế là khóa cài. Đó, nói chung là khóa các thứ người ta làm cũng rất là cẩn thận cho mình. Con này sẽ là một sản phẩm đến từ nhà Ivy Club. Đó, bên trên này thì chúng ta có cái phần in tên của thương hiệu, mã là K89. Quý chị nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì đừng ngần ngại mà liên hệ ngay cho nhà Sài Lược Si để đặt hàng em này. Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con áo, một con quần kaki với cái tông màu đỏ mận.
một nó sẽ thiên hơi hướng về màu tím một chút. Mã là K90 này, chiều dài là 100, bụng là 78, đùi là 27 và ống khoảng 17 cm. Con này thì quý anh chị chúng ta thường mặc ra 29 thì có thể lựa chọn này. Đây sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Edwin, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Form của này sẽ là một form quần ống tương đối là ôm, chất liệu thì là chất liệu kaki rất dày dặn và độ co giãn cũng rất là tốt như này. Có thể cho quý anh chị chúng ta coi cận các cái chi tiết ở phần phía trên này. Nói chung là khóa và cúc thì đều là hàng kim loại nên là quý anh chị chúng ta yên tâm về cái độ bền của em nó. Và đặc biệt là các cái túi của nhà Edwin thì nó sẽ làm cái họa tiết rất là đẹp như này. Mã sẽ là K90, một con quần màu tím, một con quần màu tím mận rất là đẹp. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con màu nâu. Con này sẽ là một con quần kaki rất là dày dặn. Mã của sản phẩm sẽ là mã K91, chiều dài là 102, bụng là 76, đùi là 26 và ống là 19 cm. Con này cũng là một con quần ống côn rất là dễ mặc, dễ dùng này. Chất liệu kaki rất là dày dặn, con này sẽ không co giãn nên là quý anh chị mặc rất là đứng form, cực kỳ chuẩn form luôn. Và có cái phần đỉnh quần đầy đủ cho quý anh chị chúng ta có thể sử dụng thêm dây lưng nếu cần. Và thông số của sản phẩm thì đều được ghi vào phía bên tay trái màn hình của quý anh chị. Quý anh chị chúng ta muốn đặt hàng như này thì hãy liên hệ nhà sản xuất đặt hàng mã K91. Đó. Thường thì quý anh chị chúng ta mặc size 28 thì có thể lựa chọn em này. Và thông số của em này sẽ là dài 102, bụng 76, đùi 26 và ống sẽ là 19. Và điểm đặc biệt của em này sẽ là cái hàng cúc này. Dưới đây nó sẽ là một cái hàng cúc chứ nó không phải là khóa đâu. Đó, nói chung cúc người ta làm cẩn thận và người ta sẽ giấu ở bên trong như này. Nên là quý chị chúng ta không yên tâm là nó sẽ không lộ bị quá nhiều cúc ra. Nói chung là cũng rất là đẹp, thiết kế khá là hay. Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần kaki với cái tông màu xanh than. Cái màu xanh than này cũng là một trong những cái màu của quý chị chúng ta rất là ưa chuộng vì là phối đồ với em này cũng rất là dễ và cái màu sắc như này thì cũng rất là trẻ trung. Mã sẽ là mã K92, chiều dài sẽ là 86, bụng là 74-80, đùi là 27 và ống là khoảng 18 cm. Ở con này thì quý chị chúng ta thường mặc size 28 thì có thể lựa chọn em này, rất là đẹp luôn, form cực kỳ đẹp. Và cái đằng sau sẽ là thiết kế cạp chu này, đằng trước thì có cúc, có khóa đầy đủ cẩn thận cho quý anh chị. Con này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Gu. Đó, con này là một cái form của nhà Gu luôn. Tem mát nói chung là đầy đủ, màu sắc thì lên cũng rất là nhã nhặn lịch sự cho quý anh chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Mã K92. Từ sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con màu ghi này. Con này thì sẽ là một con của Koen. Mã là K93, chiều dài là 95, bụng là 72, đùi là 28 và ống là khoảng 16 cm. Quý chị chúng ta thường mặc size 27 thì đừng bỏ qua em này. Nó sẽ là cái thiết kế cạp chu nên là quý chị chúng ta mặc yên tâm là thoải mái vô cùng. Và cái chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu vải rất là mềm mịn. Nói chung là cái độ dày vừa phải thôi, nó không phải là cái thể loại quần quá là dày nên là quý chị chúng ta mặc rất là thoải mái này. Mã là K93. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần vải. Con này sẽ là một con quần full đen luôn. Mã là K94, chiều dài là 93, bụng là 80-88, đùi là 32 và ống là khoảng 15-18 cm. Con này thì quý chị chúng ta thường mặc size 30 thì có thể lựa em này. Gấu quần được bo chun đằng sau này, mặt đằng trước thì là không, mặt đằng trước thì sẽ không bo chun. Cái chun nó sẽ chỉ có mặt đằng sau thôi. Con này sẽ là cái chất liệu vải rất là mềm mịn, hoàn toàn có thể lựa em này mặc chung với cả áo sơ mi, áo polo hay là áo thun cũng đều rất là đẹp. Màu sắc hoặc là màu đen thì cũng là một cái màu mà quý anh chị chúng ta lựa chọn phối đồ với nó rất là dễ. Mã là K94. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu nâu bò này. Con này thì sẽ là mã K95, chiều dài là 97, bụng là 74, đùi là 31 và ống là khoảng 22 cm. Con này sẽ dành cho quý chị chúng ta mặc size 28 thì có thể lựa chọn này, một sản phẩm đến từ thương hiệu ST Andrew. Đó, nói chung là ở bên trên cạp là có cái phần thêu tên của thương hiệu rất là đẹp. Con này sẽ là một cái con form dáng suông, ống khá là rộng, hoàn toàn có thể lựa em này mặc đi chơi đi làm rất là đẹp luôn. Chất liệu kaki vô cùng là dày dặn và nó sẽ là cái thể loại không co giãn, form dáng rất là chuẩn. Quý chị có thể thấy cái thiết kế của nó này, từng các cái ly quần người ta làm rất là đẹp, đảm bảo con này lên form dáng sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với việc quý chị chúng ta coi ở trên live như này. Đó, con này mặc lên sẽ rất là đẹp. Mã sẽ là K95.
Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con vườn tông màu green. Con này sẽ lấy từ thương hiệu là Back Number, cái mắt đầy đủ cho mình. Mã là K96, chiều dài là 98, bụng là 74, đùi là 24 và ống là 16cm. Con này sẽ dành cho các bác chúng ta thường ở size 27. Và sản phẩm này còn rất là mới luôn, chúng ta còn nguyên cái mắt của hãng vẫn còn dán ở đây. Một sản phẩm chính hãng của nhà Back Number với những cái thiết kế rất là cơ bản, basic này. Đằng sau là có túi, phía đằng trước cũng là túi cho mình luôn. Toàn bộ cúc và khóa là hàng kim loại nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái độ xịn sò. Và điểm đặc biệt của em này là cái chất liệu của nó rất là dày dặn, siêu dày dặn luôn. Ở đây có thể cho quý chị chúng ta coi cẩn thận một chút về cái chất liệu này. Đó, siêu dày dặn và mặc lên form rất là đứng form, chuẩn form. Cái tông màu cũng là một cái tông màu lên rất là trẻ trung, dễ mặc, dễ phối. Mã là K96, một sản phẩm của Back Number. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần màu rêu này. Con này sẽ có mã là K97, chiều dài là 98, bụng là 66-74, đùi là 25 và ống là khoảng 14cm. Một sản phẩm quần tông màu rêu và cái thiết kế của nó sẽ là cái cạp chun ở mặt đằng sau này. Phía đằng trước thì có cái phần khóa cho mình. Đó, nói chung là cũng thiết kế cái form rất là lịch sự, hoàn toàn có thể lựa em này mặc đi chơi đi làm cũng được. Cái màu rêu này sẽ là một màu lên rất là trẻ trung, mã là K97. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể liên hệ đặt hàng. Ở phía lót bên trong nó sẽ là cái lót nỉ như này nên là quý anh chị chúng ta yên tâm lựa chọn em này phục vụ trong cái mùa đông năm nay thì rất là hợp lý rồi. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con màu vàng bò này. Đó, đây cũng là một cái màu mà lên rất là trẻ trung. Phần cạp có thêm một cái đai nhựa cho mình tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Mà đằng sau thì sẽ là cái thiết kế cạp chun rất là dễ mặc. Con này sẽ là một con của Oshkosh, mã sẽ là mã K là 98, chiều dài là 96 này, bụng là 80-92, đùi là 34 và ống là khoảng 24cm. Con này sẽ dành cho quý chị chúng ta thường mặc size 30. Ở đằng sau thì có thiết kế túi có cái phần miếng dán như này thì quý anh chị chúng ta đựng đồ sẽ không bao giờ lo bị rơi bị mất. Đó, mặt đằng trước thì cũng có thiết kế túi chéo cho quý anh chị luôn. Nói chung là những cái thiết kế cơ bản thì em này đều có rồi. Cái phần ống quần của chúng ta rất là đặc biệt này, người ta thiết kế cũng rất là hay. Đó, quý anh chị có thể thấy đây sẽ là một cái sản phẩm siêu đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Từ màu sắc, form, dáng đến chất liệu, cái chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu rất là đẹp. Nó sẽ là suông như này và nó sẽ không nhăn, không vai, không xù. Nên là quý anh chị chúng ta rất là yên tâm về chất lượng sản phẩm. Mã sẽ là K98. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần kaki màu ghi. Con này sẽ là một con tem mác đầy đủ này. Đó, một sản phẩm trong cái lô hàng Nhật, tem mác đầy đủ cho mình luôn. Mã sẽ là mã K99, chiều dài sẽ là 103, bụng là 76, đùi là 30 và ống là khoảng 21cm. Con này thì quý chị chúng ta thường bằng size 28 thì lựa em này mặc sẽ rất là thoải mái. Màu sắc là cái màu ghi lên form dáng rất là trẻ trung. Cái dáng của em này thì sẽ là một cái dáng quần ống rộng, chất liệu kaki siêu mềm mịn và nó sẽ là không co giãn, mặc rất là đúng form, chuẩn form cho mình. Thiết kế túi các thứ là đầy đủ này, và cúc khóa đây người ta làm cũng rất là cẩn thận, khóa đồng luôn và có thêm các cái phần đĩa quần cho quý chị chúng ta sử dụng thêm dây lưng nếu như mà quý chị chúng ta cần. Và con này sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu First Down. Đó, tem nó có thêm một cái tem gắn ở mặt phía sau như này, mã là K99. Dơ xa một chút cho quý chị chúng ta coi lại form dáng này. Đó sẽ là một form rất là đẹp luôn, đảm bảo con này lên form lên người thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi mà dơ không chiếc vóc như này. Rồi sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần vải. Con này sẽ là một cái con tông màu kem cũng rất là đẹp, cũng lại là cái form dáng suông này, form quần ống rộng, mã là K100, chiều dài sẽ là 99, bụng là 78, đùi là 29 và ống là khoảng 20cm. Con này sẽ dành cho quý chị chúng ta thường mặc size 29, rất là đẹp. Lựa em này mặc đi chơi đi làm thì họ phải nói là hết nước chấm luôn, rất là ok. Cái thiết kế cúc của nó ở bên cạnh này, đĩa quần các thứ người ta làm cũng rất là cẩn thận, khóa này. Đó, cũng có thiết cũng là cái thiết kế túi chéo cho quý anh chị chúng ta đựng đồ, đằng sau thì có túi cho mình đựng ví tiền điện thoại cũng rất là ok. Mã là K100, form dáng rất là đẹp. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con quần của nhà Puma. Con này thì sẽ là một cái tông màu trắng. Cái chất liệu của em này sẽ là cái chất liệu rất là mềm và nó sẽ là cái chất liệu có cái độ co giãn tương đối là tốt. Nói chung là cũng có cái độ co giãn nhẹ cho quý anh chị chúng ta mặc thoải mái. Mã là K101, chiều dài là 100 này, bụng là 80, đùi là 27 và ống là khoảng 21cm. Con này thì quý chị chúng ta thường mặc size 30 thì có thể lựa chọn em này. Mặt đằng sau thì có thiết kế hai cái túi này, bên trên này có một cái logo của thương hiệu. Rồi mã sẽ là K110, form dáng suông rất là dễ mặc. Tiếp theo chúng ta sẽ có một
con cũng lại là một con tôm màu trắng. Con này sẽ là kiểu trắng ghi. Đó, cái họa tiết của nó sẽ là cái thiết kế kẻ sọc. Mã sẽ là mã K102, chiều dài là 102, bụng là 80, đùi là 30 và ống là khoảng 23 cm. Con này thì quý chị chúng ta thường bằng size 30 thì có thể lựa chọn em này. Con này sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Cutter & Buck. Đó, bên trên này chúng ta có cái phần in tên của thương hiệu và cái tên của thương hiệu thì cũng có được gắn ở trên các cái phần đai quần như này luôn. Form của em này sẽ là một cái form suông rất là dễ mặc. Cái quần ống rộng này, chất liệu vải rất là mềm mịn và đảm bảo là không bay không xù, độ bền rất là cao luôn. Mã là K102, hàng rất là đẹp. Đó, lượng em này mặc đi chơi đi làm thì rất là ok. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần kaki, vẫn là cái tông màu vi này. Cái tông màu vi này là một cái tông màu mặc rất là trẻ trung và cũng được các bác rất là ưa chuộng những cái tông màu như này. Mã sẽ là K103, chiều dài sẽ là 97, bụng là 80, đùi là 27 và ống là khoảng 18 cm. Quý chị chúng ta thường size 30 thì có thể bon chen lựa chọn em này. Con này phải nói là lên form dáng trên người mới đẹp được. Còn dơ như này thì cái sản phẩm nó sẽ trông nó hơi bị nhăn nên nó không được đẹp cho lắm. Chứ thực ra con này mà quý chị mặc lên người sẽ rất là vừa vặn, rất là đẹp luôn. Bên trên này thì chúng ta có khóa này, có khóa, có cúp rất là cẩn thận. Có điều quần cho quý anh chị chúng ta sử dụng thêm dây lưng nếu cần. Đó, con này là một sản phẩm của India. Nó rất là đẹp, mã là K103. Các bác nào mà thường mặc size 30 thì rất là nên lựa cho mình một cái sản phẩm quần tông màu ghi như này. Mặc sẽ rất là hữu dụng cho mình mặc hàng ngày. Rồi sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con quần với cái tông màu kem. Mã là K104, chiều dài là 103, bụng là 80, đùi là 30 và ống là 21 cm. Con này cũng là dành cho các bác chúng ta thường mặc size 30 thì có thể lựa cho em này. Cũng với những cái thiết kế rất là cơ bản, cúc và khóa này. Khóa này là khóa bằng đồng nên là quý chị chúng ta yên tâm là nó rất là bền. Túi thì rộng rãi cho quý chị chúng ta đựng đồ này, đằng sau cũng là hai thiết kế túi có cúc cho mình luôn. Và mã của sản phẩm sẽ là K104. Thông số thì đã được ghi rất cẩn thận ở phía trên bên trái màn hình của quý chị. Form cái này sẽ là một cái form suông, ống khá là rộng rãi thoải mái và chất liệu sẽ là cái chất liệu không co giãn nên là quý chị chúng ta mặc rất là đứng form, hàng vải rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu rất là dày dặn, mã K104. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con quần tông màu trắng này. Con này mã K105, chiều dài là 101, bụng là 82, đùi là 27 và ống là 17 cm. Con này sẽ dành cho các bác chúng ta thường mặc size 31. Form của em này sẽ là một cái form cũng rất là dễ mặc. Nó không phải là một cái ống quá rộng mà cũng không phải là ống quá ôm. Đây sẽ là một cái sản phẩm có cái độ dài, độ rộng rất là vừa phải. Vẫn là cái thiết kế túi có cúc đằng sau này, đằng trước thì cũng là những cái thiết kế căn bản, túi rất là rộng rãi luôn. Mã là K105. Bác nào mà chúng ta muốn lựa cho mình những cái sản phẩm quần màu trắng mặc cho trẻ trung thì có thể lựa cho em này. Chất liệu kaki này, hàng co giãn rất là tốt nên là mặc rất thoải mái, dễ chịu. Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta cũng lại là một con quần trắng nữa. Con này thì sẽ đến từ thương hiệu là Uniqlo Jean. Đó, tem mác nói chung đầy đủ ở đây. Nó cũng là cái tông màu trắng nên là cũng hơi khó nhìn. Mã sẽ là mã K106, chiều dài là 105 này, bụng là 82, đùi là 29 và ống là 19 cm. Bác nào mà mặc size 31 thì không nên bỏ qua này một tí nào luôn. Một sản phẩm chính hãng của Uniqlo, chất liệu rất là dày dặn và cái hàng của Uniqlo nó rất là đẹp. Và con này sẽ là không có giãn ạ, nên là mặc form như nào, chuẩn form như vậy. Khóa toàn bộ các cái chi tiết khóa này đều là hàng kim loại hết nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái chất lượng, cái độ xịn sò với nó. Và cái sản phẩm này thì sẽ là một cái con quần màu suông thôi. Tông màu trắng thì cũng rất là trẻ trung rồi. Mã là K106, một sản phẩm chính hãng của Uniqlo. Đó, quý anh chị chúng ta thích thì có thể liên hệ khách hàng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con quần màu ghi. Con này thì sẽ là mã K107, chiều dài là 103 này, bụng là 82, đùi là 28 và ống là 20 cm. Con này cũng dành cho các bác nào chúng ta thường mặc size 31 thì lựa em này mặc cũng rất là ok. Form dáng suông, dễ mặc, dễ dùng và đặc biệt cái màu này là một cái màu dễ phối đồ cho mình luôn. Mã là K107 cho quý chị chúng ta có thể coi chi tiết một chút các cái phần thiết kế ở bên trên này. Đó, từ cúc cho đến khóa cho đến cái đĩa quần, nói chung là cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta cũng lại là một con quần tông màu ghi. Con này là của nhà Club Monaco, David Slim Fit. Cái dáng của nó là cái dáng slim fit nên là nó sẽ hơi ôm một chút. Đó, cái bộ quần này nó cũng khá là
ôm và khá là gọn gàng cho các bác. Mã là K108, chiều dài là 99 này, bụng là 82, đùi là 28 và ống là 18 cm. Quý chị chúng ta thường mặc size 31 thì lựa em này mặc sẽ rất là ok, màu sắc thì lên trẻ trung năng động cho mình, phối đồ các thứ cũng rất là dễ dàng. Sản phẩm cuối cùng của chúng ta sẽ là một con tông màu trắng kem. Con này sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Crocodile, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Mã là K109, chiều dài là 100, này, bụng là 82, đùi là 32 và ống là khoảng 22 cm. Con này thì cũng dành cho các bác nào chúng ta thường mặc size 31, form dáng suông, cực kỳ dễ mặc, dễ dùng. Và cái tông màu này cũng là một cái tông màu lên rất là trẻ trung. Bác nào mà chúng ta muốn cái mặc nó trẻ trung một chút thì lựa những cái sản phẩm như này mặc thì sẽ rất là đẹp, lên form dáng cực kỳ ok luôn. Và đằng sau chúng ta có một cái tem của nhà Crocodile này, mã là K109, phong dáng này rất là đẹp. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc cái phiên live ngày hôm nay. Và rất là cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi đồng hành trong buổi live ngày hôm nay. Hy vọng là quý anh chị chúng ta có thể lựa cho mình những cái sản phẩm mà quý anh chị chúng ta thật sự ưng ý và nó sẽ hữu dụng cho quý anh chị. Và xin được cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý anh chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những phiên live tiếp theo.